Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta cùng trò chuyện với em Minh Anh vừa nhận được visa du học Mỹ trong buổi chiều ngày hôm nay. Chào Minh Anh. Chào chị. Em có thể giới thiệu đôi nét và bản thân em cho các bạn được biết. Dạ, mình tên là Minh Anh, 15 tuổi và mới học xong lớp 9 ở đây. Mình mới được lấy visa rồi, bây giờ sẽ chuẩn bị qua bên Mỹ học chương trình High School. Cái cảm nhận của Minh Anh khi nhận được visa du học Mỹ thì như thế nào ạ? Rất là vui chị. Dạ. Cái cảm nhận của em khi làm hồ sơ được đăng đại dương thì như thế nào? Em làm hồ sơ bên đại dương thì lại rất là an tâm, tại vì các chị làm ở đây rất là nhiệt tình và không hiểu gì thì mấy chị cũng chỉ bảo cho. Rồi có anh Khôi thì chỉ cho những câu hỏi, rồi có anh bảo anh hướng dẫn cho, không có run khi gặp bác sĩ quán. Anh Khôi nó dạy cho mình đứng vị. Bên Mỹ thì mình nên học trường gì bên đó em? Dạ em học hai Anaheim Discovery Christian School ở Cali. Yeah. Qua đâu thì mình nên biết được dịch vụ của Tân Đại Dương? Có hồi trước thì cũng có chị họ em thì cũng làm ở Tân Đại Dương thì cũng được visa. Rồi em lên trên mạng thì thấy Tân Đại Dương có rất là nhiều bạn lấy được visa ở đây nữa, cho nên là em rất là tin tưởng Tân Đại Dương. Cái dự định tương lai của mình anh thì như thế nào, em có thể chia sẻ với các bạn? Em tính là qua Mỹ học 7 năm, 3 năm trung học, rồi sẽ học lên quản trị kinh doanh ở bên trên đó 4 năm, rồi sẽ đó quay về Việt Nam làm việc. Những ước mơ trong tương lai của Minh Anh là em làm một nhà là kinh doanh cho bố mẹ em, cũng mở công ty, phát triển thêm công ty của mẹ. Và chị cảm ơn những chia sẻ của Minh Anh. Thì thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chị chúc em sẽ qua Mỹ học thật thật tốt nha. Dạ, em cảm ơn chị ạ.